Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở bài 22, bài 23 đúng không nào? Chúng ta đã biết cách lập bảng tần số cũng như là bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ của hai cái bảng này rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần luyện tập chung. Nói về cái bảng tần số thì thực chất đó chính là người ta đếm thôi. Ta đếm xem từ cái giá trị khác nhau đó nó xuất hiện bao nhiêu lần. Phải nào? Còn để mà lập được cái bảng tần số tương đối á, thì sau khi chúng ta có cái bảng tần số rồi, chúng ta sẽ lấy từng giá trị tần số đó, chúng ta sẽ chia cho tổng, nghĩa là cái cỡ mẫu á, chúng ta sẽ nhân cho 100% thì chúng ta sẽ được cái bảng tần số tương đối. Bảng tần số tương đối đó chính là về cái phần trăm. Và nhớ tổng của cái bảng tần số tương đối là cộng lại bằng bao nhiêu? Nó phải là bằng 100%. Được chưa? Để vẽ cái biểu đồ của hình của cái bảng tần số ấy, thì chúng ta sử dụng hai loại biểu đồ, một là biểu đồ hình cột, hai là biểu đồ đoạn thẳng, đúng không? Còn nếu như mà để vẽ cái bảng tần số tương đối ấy, thì chúng ta một là sử dụng biểu đồ cột, hai là chúng ta sử dụng biểu đồ hình quạt tròn. Thì để sử dụng hình quạt tròn thì chúng ta sẽ chuyển từ cái phần trăm ấy, về độ, bằng cách chúng ta sẽ lấy các cái phần trăm đó chúng ta sẽ nhân với gì 360 độ để chúng ta chuyển về độ, sau đó chúng ta sẽ vẽ, hiểu chưa nào? Thì ở trong đây á, người ta cho em các ví dụ ha, các ví dụ người ta đã làm rồi, rất là dễ luôn em. Thực sự là cái này nó quá dễ chứ không có gì khó cả nha. Đây là biểu đồ đoạn thẳng này, liền tập trung ở trang 43 ha. Chủ yếu là phần này thầy sẽ làm cho em phần bài tập, chứ còn phần ví dụ thì nhìn mô chắc chắn là người ta hiểu liền, đâu có gì quan trọng, đâu có khó đâu. Ví dụ để mà tính tổng cỡ mẫu, người ta lấy máy này cũng cộng lại nè. Rồi để tính cái phần trăm thì người ta cứ lấy lần lượt là 20 chia cho 200, 80 chia 200, 70 chia 200, 30 chia cho 200 và nhân cho 100% thì ra thôi. Sau đó chúng ta lập biểu đồ tương đối này, hiểu chưa? Vẽ hình quạt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần bài tập em nha. Ta xem phần bài tập này. 7.11 em. Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh lớp 9B theo mức độ cận thị này. Không cần thị, cần thị nhì, cần thị vừa, cần thị nặng. Như thầy là thuộc rơi vào cận thị vừa này, tại vì thầy mắt thầy hiện tại đeo là khoảng tầm 2 độ rưỡi em. Cho như bé nhà thầy đang học lớp 10 thì cận nặng 4-5 độ gì em. Bây giờ này, lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên. Nhưng mà chúng ta đã có tổng học số học sinh chưa, cỡ mẫu chưa, chưa. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tính N là cỡ mẫu, chúng ta sẽ lấy là 10 cộng 13 cộng 12 và cộng cho 5 sẽ bằng, ở đây chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu, 40 đúng không? 40. Thì bây giờ để mà tính không cần thị ấy, thì chúng ta chỉ việc lấy là 10 chia cho 40 và nhân cho 100% thôi thì sẽ bằng ở đấy. Tương tự như vậy, cộng thị nhị thì chúng ta lấy 13 chia cho 40 nhân cho 100% sẽ bằng ở đấy, em hiểu không? Bao nhiêu 12 thì ở đây chúng ta lấy 12 chia 40 nhân cho 100% sẽ bằng ở đây. Tương tự như vậy, ở đây là 5 thì em lấy 5 chia cho 40 và nhân ở đây cho 100%, đó, bằng. Rồi, hiểu không? Đó, ví dụ như 10 chia 40 nhân 25 thì đây là 25% này. Thì em không biết nhẩm thì chúng ta dùng máy tính ta bấm. 13 thì ở đây nó sẽ bằng là 32.5% này. Thằng này thì 12 thì bằng bao nhiêu em? 30 đúng không? 30%. Ở đây là 12.5%. Ok chưa? Đó. Ở đây người ta hỏi em là đa số học sinh lớp 9B cận thị hay không cận thị. Chắc chắn là đa số là không cận thị. Tại vì không cận thị tới 10 mà không cận thị cho tới 75% đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta thấy là 100% ta trừ cho không cận thị là 25% là không cận thị, thì còn lại là cận thị nhẹ, cận thị vừa, cận thị nặng, thì nói chung nó cũng là cận thị như vậy, 75%. Thì đa số nó sẽ là gì? Đa số là cận thị. Đa số là cận thị, em hiểu chưa nào? Thì cái bài này người ta không yêu cầu các em vẽ cái biểu đồ hình quạt tròn hay là biểu đồ hình cột thì chúng ta không cần phải vẽ. Khi nào trong đề bài người ta yêu cầu chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ vẽ nha. Ok.
Đây nha. Các em thấy rõ nè. Rất là dễ luôn em, không có gì khó cả. Học cái ở cái bài 22 23 này thì nó túm lại là nó không có khó nha em nha. Cơ kể qua cái bài 24 á, về ghép nhóm cũng vậy. Nếu chúng ta đã hiểu rõ về bài 22 23 thì qua cái bài 24 học cũng rất là dễ nha. À, nó chỉ khó cái đoạn ghép nhóm thôi. Nhưng khi mà chúng ta đã lập được cái bảng tần số thì chúng ta cũng sẽ chuyển về cái bảng tần số tương đối của ghép nhóm đó, thì cái cách làm tương tự như thế này. Y sẽ như vậy, chúng ta cứ lấy từng cái tần số đó chia cho cái tổng, nghĩa là cỡ mẫu, thì nhân cho 100% thì nó sẽ ra được cái bảng tần số tương đối thôi. Hiểu chưa nào? Và tùy theo cái hệ thống câu hỏi người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ trả lời. Hiểu chưa nào? Ở đây người ta hỏi gì? Bài 7.12 này. Tỷ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của lớp 9A cho tới 9D theo đây, tỷ lệ này. Biết rằng có 300 học sinh tham gia, nghĩa là cái cỡ mẫu người ta là 300. Đúng không? Bình chọn lập bảng tần số biểu diễn số học sinh, thì bây giờ ở đây là người ta đang cho các em là cái bảng tần số tương đối này. Mày thì bây giờ chúng ta lập ngược lại để trở thành là gì? Bảng gì? Bảng tần số. Thì để bảng tần số thì nó phải có số liệu, chuyển cái từ các cái phần trăm này để ra cái tỷ lệ học sinh, nghĩa là cái thành phần học sinh của lớp 9A bình chọn là bao nhiêu. Thì cái này rất là đơn giản, chúng ta việc lấy gì 300, ở đây tổng số chúng ta là bao nhiêu nè, tổng số là 300 học sinh, thì nó chiếm ở đây lớp 9A là nó chiếm là 35% trong 300 học sinh đây này. Như vậy ở đây chúng ta nhân lại cho 300 thì bằng bao nhiêu học sinh, chỗ này chúng ta sẽ nhân cho 300 thì ra được bao nhiêu học sinh. Tương tự như vậy ở đây chúng ta nhân cho 300 thì bằng bao nhiêu học sinh, chỗ đây nhân cho 300 thì bằng bao nhiêu học sinh. Như vậy 35 nhân cho 3 35 nhân cho 3 thì bằng bao nhiêu, 105 đúng không? 105 này học sinh. Tương tự như vậy 25 nhân 3 thì thằng này là bằng 75 học sinh, thằng này nhân cho 300 thì bằng là 90 học sinh, và cuối cùng thằng này thì nhân cho 3 thì bằng 30 học sinh. Có phải chúng ta cộng các số liệu này lại, có phải là nó bằng 300 hay không nè? Chúng ta lấy 105 này cộng cho 75 cộng 90 cộng 30 đó, đây em. Hiểu chưa? Nghĩa là từ bảng tần số tương đối mà chuyển về tần số thì chúng ta sẽ lấy cái phần trăm đó nhân cho cái tổng số, nghĩa là cỡ mẫu á, thì nó sẽ ra được cái tần số và cái thành phần á của từng cái giá trị khác nhau á. Em hiểu không? Đây nha. Đó. Là bảng tần số. Rồi ok. Ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Bạn Hoàng khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường học, thu được kết quả như sau. Ở đây trong đó A là mức tốt, B là trung bình, C là kém đúng không? Ở đây là mức A là tốt, B là trung bình và C là kém. Vậy nữa. Bây giờ chúng ta đếm thôi. Ở đây lập bảng tần số thì chúng ta đếm thôi. Ví dụ A đúng không? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Như vậy thằng này là 5 này. Tương tự như B, 1, 2, 3, 4, 4B. Và có 1C này. Nhưng mà cái cỡ mẫu chúng ta đây bao nhiêu? Cỡ mẫu chúng ta là lấy 5 cộng 4 cộng 1, đây là 10 đúng không? Nghĩa là 10 bạn tham gia đánh giá đấy. Hiểu chưa? Như vậy ở đây lập để, cái đây là tần số này. Bảng tần số bây giờ để lập bảng tần số tương đối thì em sẽ lấy thằng này chia cho gì? Em lấy 5 chia cho 10 nhân cho 100. Thì thằng này có phải là bằng 50% không? 50% thì thằng này chúng ta ghi ở đây là 50% này. Đây 4 thì chắc chắn nó sẽ là 40%. Thằng này sẽ là tương ứng chắc chắn là 10% này. Bằng cách em lấy 5 chia 10, 4 chia 10 và 1 chia 10 và nhân cho 100%. Vậy thôi. Rất là dễ luôn. Nha. Cái này chỉ việc đếm thôi. Như vậy tốt ở đây là A này, trung bình là B này, kém là C này. Đó,
ta đếm, mục đích là đếm thôi. Đếm sau đó chúng ta sẽ chia cho cái cỡ mẫu chúng ta là 100%, đúng không? Cỡ mẫu chúng ta là 10 và nhân cho 100%. Nói tóm lại ở những dạng này thì chúng ta chỉ việc biết là cái tổng là cỡ mẫu á, rồi chúng ta biết các cái thành phần, sau đó chúng ta lấy các cái thành phần chúng ta chia cho cỡ mẫu là ra được cái bảng tần số tương đối thôi. Tóm lại vậy cho nó nhanh. Được chưa nào? Rồi ok nha. Ta sẽ đi xem ở cái phần 7.14. Biểu đồ cột của hình 7.16 cho biết cỡ dày của các bạn nam khối 9 trong trường, dù cỡ 36 cho tới cỡ 40 đâu, số lượng tần số này. Hay là bảng tần số này rất là dễ. Đây, thầy sẽ lập cho em xem nha. Bây giờ cỡ dày đây là tương ứng các giá trị khác nhau là 36, 37, 38, 39 và 40. Đúng chưa? Bây giờ cái tần số tương ứng của nó này. Đây cái tần số nó này, ví dụ như 36. 36 ta nhìn lên đây tần số nó là 28. 37 là 37 bạn. 38 là có 30 bạn. 39 là 10 bạn, ví dụ thế. Đúng không? Cỡ 40 có 15 bạn. Đúng chưa? Bây giờ để cái này là bảng tần số nè. Còn bảng tần số tương đối thì chúng ta lấy mang này cộng lại để chúng ta đi tìm cỡ mẫu này. Cỡ mẫu của chúng ta là chúng ta lấy 28 này. Đây, lấy 28 cộng 37 này cộng 30, tại vì chúng ta chưa biết cỡ mẫu là bằng bao nhiêu mà. Cộng đây 110 và cộng đây 115. Như vậy n chúng ta đây bằng bao nhiêu thì chúng ta dùng máy tính ta bấm. Được chưa? Ta lấy 28 cộng 37 cộng 30 cộng 10 cộng 15. Đây bằng 120, nghĩa là cái khối 9 này là có 120 bạn này. Nghĩa là người ta khảo sát 120 bạn này. Đúng không? Ở trong đó ví dụ như là cỡ dày 36 là có 28 bạn, ví dụ như các bạn nữ chẳng hạn, cái chân nhỏ. Cái chân nhỏ nên là mang cỡ dày ở đây là 36 nên là có 28 bạn nữ chẳng hạn. Đây ta hình dung thì cũng có một số bạn nam cái chân nhỏ chứ, đúng không? Thì bây giờ để tính được cái phần trăm của 28, 37, 30, 10, 15 này, chúng ta lấy lần lượt các số liệu này, chúng ta chia cho 120 và nhân cho 100% thì ra được cái bảng tần số tương đối thôi. Rất là dễ luôn. Ví dụ bây giờ các em lấy 28 chia 120 nhân ở đây cho 100% sẽ bằng. Tương tự như vậy, chúng ta lấy 37 chia cho 120 nhân cho 100%. Thầy làm hai số liệu này trước cứ như vậy chúng ta làm nha. Thì ở đây chúng ta lấy 28 chia 120 sẽ bằng nhân cho 100%. Đây, như vậy ở đây nên ta tính ra được là bằng 23,33 này. Đó, 23,33% này. Thì cái bảng tần số tương đối ở đây chắc chắn là ngay chỗ đây sẽ là 23,33% này. Tương tự như vậy ở đây chúng ta tính thầy là 37 chia cho 120. Cái này không chẳng đâu ha. Đây, nó ra được là 30,83. Thấy chưa? Như vậy ở chỗ này nó sẽ tương ứng là 30,83%. Thì chỗ này nó sẽ là 30,83%. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy ở đây 30 với 10, 15 này người ta chia ra thì ra thôi. Em hiểu chưa? Rất là đơn giản. Cách làm, cách thực hiện chúng ta là như vậy. Cứ như vậy chúng ta chia ra. Cứ lấy thằng này chia 120, láng này chia 120, láng này chia 120, nhân căn 100 hết cho thầy là ok. Được chưa? Được chưa? Các em hiểu không? Đây cỡ dày các bạn nam.
Rồi. Ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Ta sẽ đi sang ở bài 7.15 này. Cho bảng tần số sau điểm thi môn toán này. Vẽ biểu đồ tần số dạng đồng thẳng cho bảng tần số trên. Cái này rất là dễ. À, chúng ta khi vẽ biểu đồ đồng thẳng ấy, chúng ta nhớ này. Đó, lúc nào nó sẽ có hai trục. Đúng không? Có hai trục. Cái trục nằm ngang này là biểu diễn cái hàng ngang đầu tiên này, cái này gọi là tiêu chí thống kê này. 6 7 8 9 10 này. Giữa hai trục này giao lúc nào là không nha, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Còn cái trục đứng này là biểu diễn là số học sinh. Ở đây game thấy cao nhất là 12. Game thấy nào? Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ lấy là 5 này, 10 này, 15, 20 ví dụ thế. Thì ví dụ như ở đây là 6 là 5. Đoạn thẳng đúng không? Thì chúng ta vẽ đây, tới đây chúng ta chấm một chấm vào đây. Còn hàng dụ như 7 này là 8, 8 thì nằm tầm này đi. Thì chúng ta thấy là ví dụ như tới đây chúng ta dùng thước. Đó, sau đó chúng ta đây là 5 này, đây là 8 này. À, chúng ta nói ở đây một đoạn. Ví dụ đây là 12. 12 thì nó nằm khoảng tầm này. Đúng chưa? Như vậy 8, 8 ra là đây. Đây. Nó lên đây. Hay là ví dụ 9, 9 là 10 đúng không? 10 đây. Đó, 10 thì nó phải cao hơn 8. Rồi. Tùy theo chúng ta biểu diễn. 4 thì nhỏ hơn 5. Rồi. Đó. Đang hiểu như thế nha. Rất là dễ luôn. Ok. Rồi. Anh em. Ok rồi. Các em hiểu không? Hiểu cách làm nào? Đó. Khi chúng ta hoàn thiện thì chúng ta sẽ lấy cái hình này nha anh em nha. Ở trên đây nó có tiêu đề này. Cột này là chính là điểm này, còn cột đứng này là chính là số học sinh này. Được chưa? Ta sẽ đi sang bài cuối cùng nha. Ta đi sang bài 7.16 này. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày. Như vậy cỡ mẫu ta đây chính là N chúng ta bằng 30 này. Người ta thu được bảng sau. Được chưa? Có phải 3 giá trị này cộng lại bằng 30 không các em? 10 cộng 8 cộng 12 là bằng 30 này. Lập bảng tần số tương đối và biểu đồ hình quạt tròn. Thí dụ để mà tính phần trăm thằng này thì chúng ta chỉ việc lấy cái gì? 10 chia cho 30 và nhân lên cho 100% thì nó bằng ra cái phần trăm ở đây. Hay là ở đây chúng ta lấy 8 chia cho 30 nhân ở đây cho 100% sẽ bằng. Ở đây chúng ta sẽ chia cho lấy này chia cho 30 và nhân cho 100% sẽ bằng ở đây. Thì ở đây chúng ta có thể dùng máy tính chúng ta bấm. Ví dụ em lấy 10 chia cho 30 bằng nhân cho 100. Đúng không? Sẽ bằng 33.3%. 33.33. Ví dụ như đây chúng ta lấy 8 chia cho 30 sẽ bằng nhân cho 100. 26 ở đây là 26.67%. Còn lại thì chúng ta lấy 100% trừ cho hai này ra. Là ra cái kia là số liệu chuẩn xác nhất là 33.33 trừ đây cho 26.67. Là bằng thằng này là bằng 40% này. Đó. Các em hiểu chưa? Sau đó chúng ta chia ra chúng ta vẽ thôi. Dù như ở đây chúng ta vẽ cái hình quạt bên này 40 đúng không? Nếu chúng ta từ đây xuống đây là 50 thì 40 là tầm này. Ở đây là 40%. Còn lại đây là 33 26. 33 26. Đúng không? 33. Đây. Thằng này sẽ là 33.33% này. Còn thằng này là 26.67% này. Đó, chúng ta chia ra. Hiểu chưa? Người ta yêu cầu các em là ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở điểm du lịch này. Một ngày có mưa. Có mưa thì có thể là mưa nhỏ với lại là mưa to. Cái đó, mưa nhỏ, mưa to. Như vậy ở đây mưa nhỏ là 8, mưa to là 12. Và chia đây cho 30 ngày thì đây phần 20 phần 30. Thì kết quả ở đây xác suất ta là 2/3. 2/3. Nghĩa là xác suất mưa rất là cao. Cái đúng nè. Nếu mà tính xác suất mưa là tới 60
các em lấy 40% cộng cho 26,68, khoảng là 66,68% là có mưa, nên là có mưa rất là cao các em ha. Ok, cách làm ra là như vậy. Đây các em, các em nhìn ở đây nha. Đây các em thấy chưa nào? Ta bấm dừng video là để các em ghi chép nha. Ta đưa về độ ha. Đưa về độ nè. Sau đó chúng ta về. Và rồi, như vậy thì trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em bài 24, đó chính là về mẫu số liệu ghép nhóm. Ghép nhóm thì thực chất nó cũng đơn giản chứ cũng không có rồi nghe. Chủ yếu là chúng ta đọc rồi thầy giảng chúng ta hiểu thôi. Ta biết làm bài tập ngay à nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa đó. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.